Thưa quý vị, châu bản triều Nguyễn là các bản tấu sớ, sắc, dụ, chiếu chỉ, tờ trình, sổ sách kê khai, văn bản ngoại giao do các quan lại phụ trách đệ trình lên nhà vua để ngự lãm hoặc ngự phê, sau đó triển khai thành mệnh lệnh thi hành. Vừa qua, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, đơn vị chịu trách nhiệm giữ gìn và bảo quản kho tư liệu quý trên đã tổ chức cuộc hội thảo mang tên Châu bản triều Nguyễn – Tiềm năng di sản tư liệu. Cuộc hội thảo nhằm đẩy mạnh việc triển khai, xây dựng hồ sơ tài liệu trình UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới. Hội thảo với 32 báo cáo chuyên sâu về châu bản triều Nguyễn của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã tập trung phân tích và làm rõ giá trị ý nghĩa của kho tư liệu trên với các tiêu chí mà UNESCO đưa ra để đánh giá như tính độc đáo, xác thực, tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế. Châu bản triều Nguyễn tính từ năm đầu tiên triều vua Gia Long 1802 cho đến năm cuối triều vua Bảo Đại 1945. Châu bản đã được vua ngự lãm hoặc ngự phê. Trước khi ngự phê, vua tham khảo phiếu nghĩ của các nội các, lục bộ, sau đó thân hành cho ý kiến mệnh lệnh. Những lời phê của vua đều bằng chữ son, văn bản đã có châu phê thì gọi là châu bản. Châu phê tượng trưng cho quyền lực quản lý tối cao, nên những văn bản đã có châu phê thì không được sửa chữa, tuyệt đối phục tùng. Không chỉ phản ánh tương đối đầy đủ và chính xác về phương diện hành chính, lễ nghi, tư pháp, tài chính, châu bản còn phác họa một cách rõ nét về văn hóa, lịch sử, tập tục sinh hoạt của người dân. Thông qua những vấn đề được đề cập trong châu bản, có thể đánh giá được nhiều vấn đề thời sự của đất nước. Ví dụ, trong bản tấu trình diễn biến lương, tiền tệ sẽ đánh giá được mức độ túng thiếu hoặc dồi dào về tài chính của triều đình. Nó như là một cái văn thư lưu trữ của triều Nguyễn ấy. Nó tấu từ cấp trung ương lên cấp địa phương, từ cấp địa phương lên cấp trung ương, và văn bản châu bản triều Nguyễn thì nó phản ánh rất là nhiều mặt của các lĩnh vực từ văn hóa, ngoại giao, kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của cả một cái giai đoạn phong kiến Việt Nam, bắt đầu từ triều vua Gia Long và kết thúc là triều vua Bảo Đại. Cho nên mình thấy là cái khối tài liệu này có thể coi nó là một cái khối tài liệu bản gốc đấy, cho nên nó rất là quý hiếm, với nó là một cái nguồn sử liệu rất quý đối với các nhà nghiên cứu. Bên cạnh tính xác thực trong việc đánh giá, phản ảnh các mặt trong đời sống xã hội dưới triều Nguyễn, châu bản còn được xem là kho tư liệu tham khảo quý giá nhằm khảo cứu và khôi phục những công trình văn hóa có giá trị. Chúng tôi thấy rằng hiện nay ngay trong lĩnh vực trùng tu bảo tồn các cái công trình kiến trúc của cố đô Huế, chúng tôi cũng hết sức cần những cái nguồn tài liệu gốc của châu bản để biết rõ được cái lịch sử xây dựng, vật liệu xây dựng, cái quá trình thay đổi của các công trình. Hiện nay thì đó là một cái điểm mà chúng tôi đang hết sức cần thiết. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đang rất cần các cái thông tin từ châu bản để biết được cái lịch sử, cái lai lịch, cái cách tổ chức của các cái nghi lễ cung đình, các cái lễ hội cung đình, từ tế Nam Giao, tế Xã Tắc, tế ở miếu, rồi các cái sinh hoạt trong hoàng cung, vân vân. Tất cả những cái hình thái văn hóa phi vật thể gắn liền với quần thể kiến trúc cố đô Huế cũng là một cái điểm rất là đáng quan tâm. Thì tôi nghĩ rằng là riêng đối với trong cái khía cạnh bảo tồn thì châu bản nó đã hết sức có ý nghĩa trong cái việc sử dụng các cái thông tin phục vụ trực tiếp cho cái công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đặc biệt ở phương diện lịch sử, châu bản đưa ra nhiều dữ kiện và bằng chứng lịch sử quan trọng, trong đó có việc thể hiện bằng chứng lịch sử về chủ quyền của nước ta với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Theo đó, trong một số châu bản triều Nguyễn đã cho thấy vương triều này đã xác lập, thực thi chủ quyền một cách có hệ thống đối với hai quần đảo này. Ngay từ năm 1816, vị vua đầu tiên là Gia Long đã bắt đầu sai thủy quân cùng đội Hoàng Sa đi công tác ở Hoàng Sa, đo đạc thủy trình. Đặc biệt dưới thời vua Minh Mạng đã có những văn bản ngoại giao quan trọng ghi rõ chi tiết về việc cắm mốc chủ quyền. Như vậy, có thể thấy, châu bản không chỉ có giá trị chân xác phục vụ cho các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu thiết chế chính trị, bộ máy nhà nước, chính sách đối nội đối ngoại, các mặt đời sống xã hội dưới triều Nguyễn, mà còn là nguồn sử quý giúp các nhà nghiên cứu nước ngoài hiểu văn hóa văn minh Việt Nam, nhằm giới thiệu và phát huy giá trị to lớn của châu bản triều Nguyễn. Trong thời gian tới đây, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 phối hợp cùng với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở các cuộc trưng bày giới thiệu châu bản triều Nguyễn bằng nhiều hình thức phong phú.
Và sắp tới đây, vào ngày 19 tháng 9 thì chúng tôi sẽ tổ chức cái triển lãm đầu tiên là với chủ đề là Ngự phê của Hoàng đế Triều Nguyễn, của các Hoàng đế Triều Nguyễn trên châu bản. Cái triển lãm này thì công chúng, du khách còn có thể thấy được những cái châu bản trực tiếp cái chữ viết của các vị Hoàng đế ngày xưa như thế nào. Và chúng tôi đã xem rất nhiều tờ châu bản và cảm thấy rất khâm phục vì đó là những cái chữ viết rất đẹp. Trên một góc độ nào đó có thể xem những tờ châu bản này như là những bức thư pháp. Hy vọng rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua các cuộc hội thảo, trưng bày giới thiệu nhằm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ châu bản Triều Nguyễn đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO. Ca sĩ Senegal Nusuendu cùng nhà soạn nhạc Phần Lan Kanya Sarriaho đã vinh dự được nhận giải âm nhạc Pola 2013 từ tay vua Carl XVI Gustav trong buổi lễ được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển. Đây là giải thưởng âm nhạc cao quý nhất của Thụy Điển, được trao thường niên cho cả nghệ sĩ trình diễn pop và nghệ sĩ nhạc cổ điển. Viện Hàn Lâm Âm nhạc Hoàng gia Thụy Điển ca ngợi Endu không chỉ là một ca sĩ mà còn là một người kể chuyện, nhà thơ, nghệ sĩ giải trí và sử gia truyền khẩu. Cùng với ban nhạc Super Étoile de Dakar, Nusuendu đã góp phần xóa bỏ sự thù oán, ngăn cách giữa các nền tôn giáo khác nhau. Giọng ca của ông chứa đựng toàn bộ lịch sử, tương lai, máu, tình yêu, ước mơ và sức mạnh của lục địa đen. Seven Seconds, bản song ca của ông với Nene Chegi là một trong những ca khúc ăn khách nhất thập kỷ 1990. Năm 2005, ông đoạt giải Grammy với Egypt, album gồm 14 ca khúc tôn vinh đạo hồi. Trong khi đó, Kaya Sarriaho, tác giả của nhiều bản nhạc thính phòng, tác phẩm soạn cho dàn nhạc và opera, được ca ngợi là một nhà soạn nhạc đại tài hiện đại. Giải âm nhạc Pola được Stig Andersen, nhà quản lý của ban nhạc Akba, sáng lập hồi năm 1989. Giải thưởng này từng được trao cho ca sĩ Mỹ Paul Simon, nghệ sĩ cello Yo-Yo Ma, ca sĩ Elton John, Paul McCartney, Bob Dylan và Patti Smith. Chỉ sử dụng thiết bị như iPhone hay iPad, nghệ sĩ người Nhật Seiko Yamaoka đã tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp. Seiko Yamaoka hiện là một nhân viên văn phòng tại trung tâm thành phố Osaka, Nhật Bản. Được đào tạo về mỹ thuật, song Yamaoka lại trở thành một nhân viên tại một công ty trò chơi sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy vậy, anh vẫn có niềm đam mê dành cho hội họa. Phần lớn thời gian tôi làm việc ở văn phòng và chỉ vẽ ở nhà vào cuối tuần. Tôi thấy rất chán bởi tôi muốn dành thêm thời gian cho hội họa. Vì vậy, tôi bắt đầu vẽ trên iPhone và iPad khi tôi ngồi trên tàu tới công ty. Seiko Yamaoka cho biết vẽ bằng những thiết bị của Apple mang lại rất nhiều tiện lợi. Khi vẽ bằng màu nước, phải chuẩn bị rất nhiều công cụ như bút, giấy hay bảng vẽ. Nhưng vẽ trên iPad hay iPhone là một thế giới hoàn toàn khác, chỉ cần dùng ngón tay. Điều này cho phép bạn vẽ ở mọi nơi. Với những ứng dụng chỉ hơn 5 đô la Mỹ, Yamaoka đã tạo ra bản sao của nhiều kiệt tác nghệ thuật. Những tác phẩm của anh đăng tải trên YouTube cũng nhận được hàng trăm nghìn lượt truy cập. Năm nay, khu nghỉ dưỡng tại Bắc Đới Hà, tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, tròn 120 năm tuổi. Nằm trên vịnh Bột Hải, Bắc Đới Hà là một khu du lịch hút khách, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Bên cạnh đó, Bắc Đới Hà còn lưu giữ câu chuyện ít người biết đến về một kỹ sư người Anh đã từng sống và làm việc tại Trung Quốc hơn 100 năm trước. Từ 2.000 năm trước, địa danh này từng là nơi Tần Thủy Hoàng tìm đến vì nghe đồn về một phương thuốc có thể giúp ông trở thành bất tử. Nhưng mãi đến sau này, Claude William Kinder, một kỹ sư đường sắt người Anh, mới là người đưa tên tuổi Bắc Đới Hà thành một khu nghỉ dưỡng thu hút du khách trong nước lẫn nước ngoài. Kỹ sư người Anh Kinder là người đầu tiên khám phá ra ngôi làng chài tại đây từ những năm 1890. Từ đó đến nay, Bắc Đới Hà đã trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng. Trong thời gian đảm trách nhiệm vụ xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc, từ năm 1893, kỹ sư Kinder đã tình cờ phát hiện ra một bãi biển tuyệt đẹp, đầy tiềm năng để trở thành một khu nghỉ dưỡng mùa hè hấp dẫn. Bãi biển mà ông Kinder đã tìm ra
rất phù hợp với nhu cầu của các du khách nước ngoài khi tìm một nơi nghỉ dưỡng vào mùa hè ở Trung Quốc. Ông đã gửi yêu cầu lên chính quyền nhà Thanh cho phép người nước ngoài đến xây dựng khu du lịch, đồng thời xây thêm một nhà ga tại đây và được chấp thuận. Khu du lịch Bắc Đới Hà ra đời từ đó. Cùng với sự nhiệt tình của kỹ sư người nước ngoài, Bắc Đới Hà dần trở thành một địa danh chưa khi nào vắng bóng du khách. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ cùng điều kiện thời tiết thuận lợi cho những hoạt động ngoài trời. Bắc Đới Hà từng là nơi phục vụ mọi nhu cầu tiệc tùng, dã ngoại, chơi gôn hay quần vợt, những hoạt động được ưa thích trong những năm đầu thế kỷ thứ 20. Bờ biển Bắc Đới Hà dài 22,5 km, có bãi biển cát vàng dài 10 km từ đông sang tây. Tất cả những nét đẹp hoang sơ đó đã hấp dẫn du khách đến Bắc Đới Hà suốt 120 năm qua. Những ai đã từng nghỉ dưỡng tại đây đều công nhận Bắc Đới Hà là một thiên đường nghỉ mát mùa hè nơi hạ giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Văn hóa Toàn cảnh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nhằm đem đến một cái nhìn toàn diện về những thành quả đã đạt được trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế. Vừa qua, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Hải ngoại Pháp và Hiệp hội Hình ảnh Ký ức đã tổ chức triển lãm quan hệ Việt-Pháp cái nhìn qua 4 thế kỷ vào sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua. Triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh tư liệu màu và đen trắng về các thành quả đã đạt được trong tiến trình xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Pháp qua 4 thế kỷ. Khác với hình thức thể hiện triển lãm truyền thống là trưng bày ảnh, các bức ảnh tại triển lãm lần này bố cục theo hình thức pano. Mỗi pano gồm 4 đến 5 bức ảnh tiêu biểu nhất, có trích dẫn và chú thích một cách khái quát về bối cảnh lịch sử và hiện trạng phát triển của từng chủ đề mà pano thể hiện, từ văn hóa, khoa học kỹ thuật đến kinh tế, xã hội và quan hệ ngoại giao. Ý tưởng của chúng tôi là lựa chọn những cái tài liệu tiêu biểu nó phản ánh những cái mặt hoạt động bang giao giữa hai nước mà qua mấy cái thế kỷ qua, đặc biệt là những cái tư liệu phản ánh những cái khía cạnh về văn hóa, lịch sử, khoa học kỹ thuật, giao thương thì lựa chọn như vậy. Và những cái đó thì nó sẽ thể hiện được cái nhiều hơn cái tính tương đồng. Thế và phần lớn những cái tài liệu ở đây là những cái bản chính bản gốc. Chiếm số lượng lớn tại triển lãm là các bức ảnh thể hiện những thành tựu đã đạt được giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực hợp tác văn hóa. Có thể kể đến một số công trình kiến trúc tiêu biểu do Pháp thiết kế và xây dựng như Nhà hát lớn, Trường Viễn Đông Bắc Cổ. Một số sách báo ấn phẩm văn hóa do người Pháp viết về Việt Nam và tác giả Việt Nam viết về Pháp cũng được giới thiệu đầy đủ tại triển lãm. Bên cạnh việc giới thiệu các thành tựu có được trong công cuộc hợp tác ngoại giao trong 4 thế kỷ qua, một phần của triển lãm giới thiệu chân dung các nhân vật tiêu biểu của Việt Nam và Pháp đã có công trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia như Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Yác Xanh, các nhà nghiên cứu văn hóa làm việc tại Trường Viễn Đông Bắc Cổ, giáo sư Ngô Bảo Châu, v.v. Đây là một triển lãm khá thú vị và ấn tượng về công cuộc ngoại giao của Việt Nam và Pháp. Rất nhiều bức ảnh quý đã được sưu tầm và lựa chọn trưng bày tại đây đã phần nào phản ánh một cách đầy đủ thành quả mà hai quốc gia đã đạt được trong 4 thế kỷ qua. Rất cảm ơn các bạn Việt Nam đã đem đến cho công chúng, đặc biệt là công chúng Pháp, một triển lãm có ý nghĩa như thế này. Trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ đem cuộc triển lãm này tới trưng bày tại Pháp để giới thiệu rộng hơn tới bạn bè thế giới về tình bạn gắn bó không tách rời giữa hai quốc gia. Quan hệ Việt-Pháp, cái nhìn qua 4 thế kỷ, không chỉ là một cuộc triển lãm mang tính ngoại giao giữa hai quốc gia, nó còn là cơ sở giúp các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử có cơ hội được tiếp cận kho tư liệu hình ảnh quý, minh chứng sinh động và rõ nét về sự phát triển của xã hội Việt Nam trong 4 thế kỷ qua. Đặc biệt, một số bản thiết kế của công trình kiến trúc tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm cũng là cơ sở phục vụ đắc lực cho công tác trùng tu di tích sau này. Triển lãm kéo dài từ nay cho tới hết ngày 10 tháng 11 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, 18 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội.